nay có mặt ở Gấp Đình nè, đưa khách đi xem căn nhà được bê tông ngang 6 dài 7 hết thổ cư, đường thông thương ha, khu vực nhà thờ. Đường này nó sẽ ra ở Chợ Sáng, ra từ Cù Đá đâu luôn. Khách đi xem, giá bán công khai 2,7 tỷ. Kế bên cái nhà lầu, nhà mà điện nước đầy đủ, có số nhà. Cái thứ nhất lợi thế là quyết điểm yếu tố là số nhà, nước sạch, nước giếng cũng có luôn. Sáu 17 hết thuộc cư. Khách ở xe phố đang xem, có đi thêm chiếc xe Vios đây đang đi coi. Khu nhà thờ là anh chị biết, khu này là khu dân cư hiện hữu, ở ổn định rồi ha, chiếc ở ổn định kế bên nhà lầu, thuộc là ấp Định, xã Tam Trung, thị thành phố Hồ Chí Minh ha. Giá bán 7 nhà mới ngang 6 và khoảng mặt tiền xe hơi ha, thông thường đứng hướng ha. Củ Chi, bến xe Củ Chi khoảng đâu đó là khoảng cách cách cổng chào khoảng 24 cây, nhà khoảng cách 24 cây, cách bến xe Anh Sương đến căn nhà này xe khoảng 15 cây ha, 15 cây. Tuyến đường tỉnh lộ 15 đến căn nhà này mắc đâu đó từ vào có 7 cây ha. Nhà là điện đầy đủ nha. Này được khách ở thành phố Hồ Chí Minh, mình khu vực nhà thờ xem. Này đi chiếc Vios này. Đây nóc nhà thờ, đây kế nhà thờ, cách có 300 m không thở. Hướng này ra Chợ Sáng, cách Chợ Sáng có 400 m. Và hướng này thông lên ra đường Lộ 2, ra đường tỉnh Lộ 2, nhà hàng gặp cổng một lần. Trước có khách xăng đậu xe. Công năng sử dụng là một hàng ba phòng khách, hai phòng ngủ. Ở bên đây cửa hai cánh này chịu sở hữu nhà này về để xe hai bánh đây. Nhà này chữ N L ha, có số nhà, nước sạch luôn. Đây nước sạch, nước sạch nha. Sạch. Khu nhà thờ là khu chức năng khu dân cư chính ra nhà chạy, giá bán là 2,7 tỷ, đường thông thường
đường này, đường bê tông từ cái lane này qua đây là 3 mét, kỳ 3 mét 6 mét. Đường có tổng hợp đường hình dẫn vì tiệm tập quá đây làm tập để dành từ không tư. Đến đây khép lại video, xin chào và hẹn gặp lại bà con các bạn đã quan tâm theo dõi những video kế tiếp nha.